Cửa hàng Nhật Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một siêu phẩm máy cưa xích tay cụt mini cầm một tay. Và em này đến từ thương hiệu Makita nha mọi người. Mã số là MDE340 nhé. Đó. Thì hiện tại thì em đã tháo rỡ các bộ phận ra cho anh em xem chi tiết từ bên má ốp lam và bằng lọc. Cái thứ hai là nói chung là sau đó em sẽ ráp đầy đủ lại và khởi động cho anh em nghe tiếng máy. Nếu anh em nào ưng em này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng nha mọi người. Đó, thì anh em muốn xem chi tiết hình ảnh hơn thì mình nhắn tin qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 nha mọi người. Đó, thì cây này 34cc, hàng tay cụt công suất lớn nhé, mà 3,8kg đầu không ha, dành cho anh em chuyên về mảng leo cây hoặc anh em sử dụng gia đình. Đấy, gọi là leo cây mà thích hạng mạnh ha, sử dụng em này. Đó, và đặc biệt em máy đang quay cho mọi người xem còn đẹp xuất sắc 90-95% nha mọi người. Đó, gọi là lâu lắm mới được một cây mà gọi xuất sắc như thế này, và thời gian rảnh nên là em đã bung hết ra để cho anh em xem chiêm ngưỡng các bộ phận của máy ha. Nếu anh em nào mua thích dòng hệ Makita mua về sử dụng thì rất là ok rồi, rất là bền bỉ nha mọi người. Đó, một em máy mà đẹp xuất sắc như thế này anh em biết được cái mức độ xài nó rất là ít và mình sử dụng thì cũng rất là bền nha. Đó, còn anh em nào mua về trưng bày thì khỏi phải lo luôn. Đó, rất là đẹp. Đó, mua về để tủ kính là rất là đã luôn nha mọi người, và là hàng trưng bày đấy. Rồi, giờ em sẽ quay chi tiết cho anh em xem các bộ phận ha. Đấy, và sau đó sẽ ráp đầy đủ vào và khởi động lên cho anh em xem nhé. Đấy, trước tiên thì sẽ quay cho anh em xem các mạc của máy này. Nói chung chỉ duy nhất có một em thôi, mã số series đây 0005736 nha mọi người. Hàng chuẩn của Nhật Bản nhá, 34cc nhá. Đây, Makita MDE340 nha mọi người. Đó, lốc mặt tiền đây. Đó, rất là đẹp, bên phía chụp giật đây. Và màng lọc sau này, nó thì em đã tháo rỡ phần lọc rồi. Rồi, giờ sẽ quay cho anh em xem bên phía ốp, phía mặt của máy ốp lam trước. Đây, màng máy ốp lam này, phải gọi là đẹp như mới nha mọi người, Nhật quên xài nhá. Đó, đây là những cái vết bẩn là bên em test thử này, nó còn dơ ra này. Rất là đẹp, từ các tăng xích này, các nước sơn vàng còn nguyên luôn. Và nhông chén này anh em thấy nhá, nhông chén này nó mới chỉ chạm nốt thôi, gọi là chưa có sử dụng qua luôn. Đấy, mới chỉ chạm nó có nốt thôi, chưa có bị mòn gì luôn nha mọi người. Đó, rất là nhẹ nhàng, trơn tru nha mọi người. Đây, kể cả các con ốc nha. Nói chung máy này là ri nguyên bản nha, toàn bộ là ri nguyên bản, chưa có động chạm và chưa có lai đến một con ốc nha mọi người. Đó, các con ốc là có chưa có vặn mở luôn nha. Đấy, đây, con ốc này, anh em thấy căn nước sơn của nó, sơn vàng còn nguyên nha. Rất là đẹp. Thì đây là cái bơm nhớt này, đây là cái ốc chỉnh tăng nhớt ra nhiều ra ít nha mọi người. Màng bô đây. Đây, anh em nhìn sâu vào trong cái đầu nòng này, anh em có thể nhìn vào cái đầu nòng ha. Đấy, đây, cái bô xả thì em không có nói, bô xả thì nhiều khi là mình sử dụng để nó màng đen, cái mặt khói nó ra nó nóng là chuyện bình thường, nhưng mà anh em xem cái nòng này anh em biết được chất lượng máy, nó mới keng xẻ beng luôn, nó mới kít luôn nha mọi người. Đó, thực ra thì em tính mở cả hai con ốc bô này ra để quay cho anh em xem, nhưng mà con ốc này quá cứng đi, thôi em lại lười mở. Nếu mà bây giờ đóng vít đóng là mở ra ngay, nhưng mà em lười mở nên là thôi sẽ quay cho anh em xem về bên trong luôn. Đó, tại vì mình đóng mạnh quá, cái này con ốc nó bị tè, nó sẽ nhìn nó xấu đi ha mọi người, nên là em cũng lười. Đấy, đây anh em thấy từ các đầu nòng này với két xà beng luôn nha, trắng bạch luôn nha mọi người, bugi cũng vậy nhá, rất là đẹp. Đấy, bên phía chùm máy ốc lam này, bên phía này nói chung là khỏi suy nghĩ luôn. Rồi giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy trước nha mọi người. Trơn chui. Đấy, nhích nhẹ cái quay luôn mọi người. Nhẹ nhàng ha. Rồi giờ sau đó em sẽ ráp đầy đủ lan xích vào và cho nó hoàn thiện một em máy ha. Đây nha mọi người. Lam của em này được sử dụng lam 40cm nhá. Mặt cắt là còn 35. Lam đẹp như mới nha. Chưa có bị chảy một tí nước sơn nào nha mọi người. Đó, các đầu rãnh là chưa bị dập đầu và chưa bị tè nha. Đẹp như mới luôn nha mọi người. Đây. Lam 40 nhá. Thì lam Makita một bên nó sẽ dập này. Dập tại lốc lam này và mã số series của cái lam. Đó, riêng nguyên bản nhé. Còn một bên nó sẽ dập chứ nổi
Đó, anh em nhìn thấy chữ mạc Makita ha. Đấy, làm Makita là kiểu nó như vậy. Đấy, làm 40 nha. Rồi, giờ xe ráp đầy đủ vào nhé. Anh em nào muốn xem chi tiết mình nhắn tin qua Zalo nha. Bên sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho người xem nha. Xích của em này được sử dụng xích chung 91 nha mọi người. Đấy, xích chung 91 nha. Xích rất là đẹp nha. Con dây này. Nói chung là đẹp như mới. Dường như là nó chưa rũ qua luôn nha mọi người. Còn rất là mới nhá. Đặc biệt đời này, nếu anh em mà đã từng xem về những cái dòng máy tay dài, tay cụt của Makita thì anh em đã từng biết ha, là Makita là dường như là một ốc chân lam, nhưng mà đời tay cụt này, đó, đời cao này nó thiết kế cho mình hai ốc chân lam nha. Đó, rất là cứng cáp nha mọi người. Đó, hai lỗ ốc chân lam. Đó, và bên phía mặt nó ốc lam đây. Và đời này có thắng xích nha. Đó, có thắng xích. Thắng xích vẫn hoạt động bình thường luôn. Tem mạc vẫn còn nguyên, Makita MDE340, thiết kế rất là gọn gàng đẹp mắt nha. Có thắng xích đầy đủ nha mọi người. Đó, thì cách ráp rất là đơn giản, thì nó có một cái chốt đằng sau này. Đấy. Thì anh em sẽ gài ở đằng sau này, nó có một cái khớp này. Anh em thấy không? Nó có một cái khớp nó đằng sau này. Đó, mình sẽ gài vào rồi bắt đầu là mình cốt vào là xong thôi. Rất là đơn giản nha. Đấy. Đây là han ốc này, anh em thấy không? Đấy, supply chi tiết cho anh em xem. Đây. Đời ốp này được sử dụng ốp lam hai ốc này, anh em thấy chưa? Đời một ốc, nói chung là thường thường là Makita là đều là một ốc nhá, nhưng mà đời này thiết kế thêm cho mình một ốc nữa là ốc lớp 2, ốc hàng mọi người. Thì vặn rất là cứng cáp nha mọi người. Đó, không phải lo về ấy luôn. Về trượt ốc luôn. Thực ra thì tính tháo luôn cả chụp giật để quay cho anh em xem, nhưng mà nó mất thời gian quá. Bên em thì trời đang mưa thì cũng ngại. Đấy, nên là sẽ quay chi tiết cho anh em xem về là biết được chất liệu máy đây. Nó rất là đẹp. Đấy, bên phía mặt má ốp lam này, em đã ráp thành công nha mọi người. Đó, nhìn rất là gọn gàng và đẹp mắt nha. Đấy. Rồi, bên phía chụp giật đây, anh em thấy ha. Đấy, rồi tiếp theo là đến bộ phận lọc gió nha. Màng lọc của em này được thiết kế màng lọc giấy nha mọi người. Đấy, màng lọc vuông này, ốp kín tuyệt đối đi vào bình xăng con vào đầu nòng. Đây. Và sẽ quay cho anh em xem bộ phận chế. Nhìn cực kỳ đã luôn nha. Anh em mà mua sưu tầm khỏi suy nghĩ luôn. Đây. Chế được sử dụng chế quâm rồ nha mọi người. Các con ốc, viền ốc này nọ là còn mới kẽ xe beng luôn. Còn nguyên nước sơn vàng nha mọi người. Chưa có nốt mở vít nha. Đấy. Tại vì máy này lấy về đã giật là nổ rồi. Không, chưa có mở bình xăng con này nọ luôn nha mọi người. Đấy, rất là nhẹ nhàng nhá. Rất là đẹp nha. Đấy, các con ốc, các lò xo này anh em thấy không? Trắng bạch luôn nha mọi người. Đấy. Rồi giờ sẽ ráp bộ phận lọc gió vào nhé. Đây, màng lọc rất là đơn giản, nó có một cái khớp này thôi, anh em đặt vào này. Đây, màng má ốp đằng sau này anh em ha. Đấy, anh chỉ việc ốp vào là được. Ốp này nó có cái khớp trên này. À, nó có cái khớp bên trên là mình sẽ cho đúng cái khớp để mình vặn ốp vào thôi. Đấy, ốp đằng sau là đã ráp hoàn thành hoàn diện em máy rồi nha mọi người. Rồi. Rồi, đã ráp đầy đủ xong pin cơm em máy. Giờ sẽ quay cho anh em xem này, ngoại hình tổng quan của em máy luôn. Đấy, khi mà ráp đầy đủ vào thì nói chung thiết kế của em này cũng rất là đẹp, gọn gàng. Đấy. Từ các cái màng ốp này anh em thấy ha, cái màng lọc này nó che hết, che kín đáo, nhìn nói chung là rất là vuông góc và gọn gàng đẹp nha mọi người. Đấy. Đấy, nhìn rất xuất sắc ha. Bên phía chụp giật đây, lốc mặt tiền đây. Lốc mặt tiền nói chung là đồ chạy trụ là không có luôn. Mà cái lốc này lốc bằng màu trắng là anh em biết rồi. Mà nó còn giữ được một cái màu rất là đẹp như thế này. Anh em đủ biết là cái độ mới nó rất là ấy hả. Nói chung là dường như là nó không xài luôn, nó quên xài luôn. Đấy, rất là đẹp. Từ cái bu ly trong hộp giật đấy anh em thấy không? Đây, cái cả dây giật này em kéo lên cho anh em xem. Rim nguyên bản hết nhá. Nổ luôn nha mọi người. Đây. Rất là đẹp. Này, bu ly bên trong mới ke xe beng luôn nhá. Đấy. Thì bên trên này nó thiết kế cho mình là cái này thì em cũng không gọi chưa có tìm hiểu sâu, nhưng mà theo em được thấy thì cái này nếu mà nhìn vào ký hiệu thì mình có thể nhìn thấy đây là ánh mặt trời này, thì có thể đây là cái nguồn điện, ví dụ nhiệt độ mình sử dụng ban ngày hay là gọi là mùa nóng hay là mùa lạnh này anh em thấy không? Đây là giống như tuyết này. Đấy, thì có thể mình sử dụng mùa nóng thì mình bật cái chức độ này, còn mùa tuyết hoặc mùa lạnh thì mình sẽ mở qua chức độ này ha. Thế thì nó không biết là tác dụng gì hay là
mình sử dụng mùa tuyết thì mình bật qua này nó sẽ ấm máy hoặc là ấm tay hơn. Đấy thì em cũng không có tìm hiểu nhưng mà đấy là chức năng của nó như vậy ha. Thì mình thấy đây là nó có ký hiệu là mình cũng suy ra đoán là như vậy. Đấy thì nó có nó đã thiết kế ra thì chắc chắn là nó có tác dụng rồi. Thì đấy là những cái đời mà gọi là đời cao thì nó thiết kế thêm cho mình cái bộ phận này ha. Đấy. Rồi bên phía máo hộp giật đây anh em nhé. Rất là mới nha. Các tem mạc còn nguyên. Bên trên là thiết kế cho mình hai bình nắp chứa nguyên liệu. Nắp bên trên này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt. Nắp bên dưới là bình chứa nguyên liệu nhớt thải bôi trơn lam xích nha mọi người. Có núm bơm xăng phụ đằng trước này. Chốt e bên trên này nha. Đó. Công tắc này nó nằm hết bên trên tay cầm này. Đó. Mẫu mã rất là đẹp gọn gàng nha. Đây, lam 40. Anh em thấy hả? Mới ke xà beng luôn. Đó, ốp lam 2 ốc. Rồi giờ em sẽ khởi động lại cho anh em nghe tiếng máy nhé. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy Cursic Makita tay cụt này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901 để hàng nha mọi người. Rất là êm, máy rất là bốc mọi người. 34cc nha. Kéo nhẹ luôn. Cực kỳ nhẹ luôn. Rồi ok. Anh em xem video nhớ bấm like video, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ cửa hàng bên em nha mọi người. Đấy, nhà nào muốn xem chi tiết thì nhắn tin qua Zalo nhé.